Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Thiếu Niên Vô Song. Và như các bạn có thể thấy thì hiện tại mình đang chơi ở server F19, mới ra ngày hôm nay là ngày 17 tháng 10 luôn các bạn nhé. Thì hiện tại mình cũng đang đứng top 4 lực chiến ở server này. Cấp độ thì cũng là level 36 và top 2. Đó, phụ bản thì hiện tại là mình đang làm video cho nên là chưa thể đi vượt ải được, cho nên là nó đang ở xếp hạng thứ 16. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách chơi của một nông dân chân chính để làm thế nào có thể xếp hạng được cao ở trong gọi là ngày đầu tiên. Thì các bạn có thể thấy là tại sao thằng này nó ở VIP 4 nhưng mà nó lại bảo là nông dân. Thì các bạn cũng đơn giản thôi, bởi vì là cái VIP ở đây nó cũng đơn giản lắm. VIP 4 thì thực chất nó không cần phải nạp nhiều đâu, mà chúng ta chỉ cần nạp có 180.000 thôi, thêm một cái thẻ tuần là 60.000 và thêm một cái thẻ tháng 120.000 nữa là đã lên được VIP 4 luôn rồi. Thì thực chất ra mình đầu tiên mình định làm một cái VIP 1 luôn. Thế nhưng mà bởi vì là nếu như VIP 1 á thì chơi ngày đầu nó cực kỳ khó khăn đối với mình, bởi vì mình thì không có nhiều thời gian mà lại còn đi vượt ải, nó cần phải đánh đến lượt thứ 3 mới vượt được bỏ qua ấy, thì nó hơi tốn nhiều thời gian. Thế cho nên là mình đã nạp luôn VIP 4, bởi vì chỉ cần lên VIP 3 thôi là các bạn ấn vào trong phần vượt ải ấy, là chúng ta hoàn toàn có thể ấn bỏ qua luôn được. Như này là tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian, bởi vì ngày đầu tiên cái điều chúng ta làm chủ yếu đó chính là đi vượt ải chính này, sau đó vượt ải tinh anh rồi danh tướng, hoặc là tất cả những cái tính năng đều phải chiến đấu, mà nếu chúng ta bỏ qua được ấy thì nó tiết kiệm 1 tỷ thời gian luôn, thật sự là rất nhanh ấy. Nhưng các bạn yên tâm, bởi vì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái cách chơi của nông dân cày chay hoặc là nạp ít thôi, chứ mình cũng chả có tiền mà nạp nhiều vào đây bao giờ, cho nên là mình cũng không biết cái lối chơi của người nhiều tiền như thế nào các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong video này, cho nên là các bạn nhớ xem kỹ nhé. Đầu tiên thì chắc chắn là các bạn sẽ quan tâm nhất về việc là xây dựng đội hình. Thì các bạn ơi, ở giai đoạn đầu game cũng như là cuối cùng dành cho nông dân của chúng ta thì nó chỉ có thể là team Sở Hán thôi. Đầu tiên thì mình có trải nghiệm một số những cái team khác và cũng có tham khảo kinh nghiệm của một số anh em, thì mình cũng nhận ra là cái con Hạng Vũ này cực kỳ phù hợp cho anh em nông dân của chúng ta luôn. Đặc biệt đó chính là nó có cái khả năng, đúng không, phát động tấn công đến 80% cái phần nộ khí này này, tức là đánh một lần rồi sau đó lại có 80% mà oánh thêm một lần nộ khí nữa, cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Thế cho nên là chỉ trong vòng vài ngày thôi, cái 3 ngày 5 gì đó, nếu như bạn nào đen lắm mà không quay ra tướng đỏ là chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được con Hạng Vũ này để chơi rồi, làm đam chính cực kỳ khỏe luôn. Tuy nhiên là tướng đỏ thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là khó build, thế cho nên là một vị tướng khác ở trong đội hình nông dân Sở Hán của chúng ta phải có, đó chính là Hàn Tín các bạn nhé. Hàn Tín thì khi mà các bạn đọc skill thì cũng thấy là nó có tỷ lệ phát động tấn công một lần, tức là nó có 50% tỷ lệ phát động tấn công một lần. Thì nếu như chúng ta đi vượt ải ấy, mà có thêm cái nội tại này nó cực kỳ là hay, kết hợp với lại cái tính năng gọi là bỏ qua ấy, thì nếu như chúng ta đánh phụ bản, đúng không, mà chúng ta đánh cái lượt đầu tiên các bạn thấy nó chưa vượt qua được thì các bạn cứ quánh vào xong đó lại chiến thử một vài lần, đâu biết đâu đấy nó lại qua đấy các bạn ạ. Đó thì cứ đánh thêm một lần nữa là khỏe rồi, sức sát thương gây ra nó sẽ được nhiều hơn. Tiếp theo nữa, một cái vị tướng nó cực kỳ cần thiết trong đội hình Sở Hán đó chính là Tiêu Hà. Đây là một vị tướng hỗ trợ mà nó có khả năng là hồi 2 điểm nộ cho đồng đội này. Ngoài ra nó còn có 70% tỷ lệ là toàn thể phe ta được tăng 25% sát thương cuối. Đấy, các bạn thấy khủng khiếp không? Đây là một trong những cái vị tướng mà mình rất là yêu thích nhé. Không chỉ là cái kỹ năng của nó mà nhìn cái vẻ của nó, nhìn kiểu thư sinh khá là ngầu luôn. Nhìn quả đôi cánh hạc này, giống gọi là trên trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam, nên mình rất thích cái vị tướng này các bạn ạ. Đó, thì là chúng ta đã có 2 vị tướng công rồi, 1 vị tướng hỗ trợ rồi, và bây giờ một cái vị tướng nữa ở trong đội hình Sở Hán chúng ta cần chắc chắn là một vị tướng tanh. Thế thì chúng ta cần ngay một vị tướng gọi là Phàn Khoái các bạn nhé. Phàn Khoái là cái vị tướng cầm dìu này, nó rất khỏe ở cái chỗ là nó có khiêu khích. Đấy, thu hút được cực kỳ nhiều sát thương luôn. Và khi mà nó khiêu khích thì tất cả những cái chỉ số miễn giảm sát thương rồi tăng phòng thủ của nó đều tăng lên. Thế cho nên là nó rất có lợi cho team luôn các bạn ạ. Mình đánh giá đây là một trong những con tướng mà có lợi cho team bậc nhất luôn các bạn nhá. Bởi vì nó khiêu khích là hấp thu rất nhiều sát thương luôn, rất hay các bạn ạ. Các bạn lưu ý là chơi kiểu nông dân thì tất nhiên là chúng ta cũng cần vào những vị tướng tư chất 15 cơ. Chứ còn nếu như tư chất 13 là nó có thể là dễ build đấy, nhưng mà nó sẽ bị thọt về sau. Cho nên là ở giai đoạn đầu game chúng ta build ít tư chất 13 thôi, trừ khi nó ra nhiều quá.
mà như con tướng tư chất 15 mà mình cần nó chưa ra chẳng hạn, thì build tạm, sau này thì nhớ chuyển sang tư chất 15 các bạn nhé. Và như các bạn đã biết, ở trong cái phần trận doanh này này thì chúng ta chỉ có thể kích hoạt được 3 vị tướng đồng thời của một thời đại thôi. Ví dụ như chỉ kích hoạt được 3 vị tướng Sở Hán thôi, chứ còn 5 vị tướng Sở Hán thì nó cũng lực chiến nó không tăng lên. Thế cho nên là mình lại đề xuất các bạn chơi một vị tướng thiên hướng về hỗ trợ của một thời đại khác cực kỳ là ổn áp, đó chính là ở team Quần Hùng. Quần Hùng thì có một vị tướng gọi là Khổng Tử ấy, đầu hói hói này này, râu thì dài, nhưng mà được quả skill hay các bạn ạ. Tức là cái con Khổng Tử này sẽ giúp cho team của chúng ta hồi HP toàn thể luôn. Sau đó lại có 60% tỷ lệ là hồi thêm 45% cho hai con tướng mà có HP thấp nhất, cực kỳ là ngon luôn. Lại có thêm cái tỷ lệ là hồi 2 điểm nội cho bản thân và một tướng ngẫu nhiên Veta. Thì các bạn có thể biết là ở đây thì những cái vị tướng nó quan trọng nhất đó chính là cái skill ulti đấy, tuyệt kỹ ấy. Thế cho nên là cứ có cái điểm hồi nộ là cực kỳ ngon đối với những cái vị tướng hỗ trợ. Còn nếu như những cái vị tướng mà bụng giáp này rồi thì hồi nguyên HP không ấy, thì nó lại không có lợi đâu các bạn ạ. Đó thì quan trọng nhất đó chính là cái cách lựa chọn đội hình và build tướng ra làm sao thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Còn bây giờ là đến lưu ý thứ hai để chúng ta có thể chơi tốt ở ngày đầu, đó chính là cái việc chúng ta tiêu kim nguyên bảo. Cái việc tiêu kim nguyên bảo này nó không chỉ lưu ý ở ngày đầu tiên mà nó còn có thể lưu ý ở tất cả các ngày sau. Bởi vì là cái việc kiếm kim nguyên bảo ở giai đoạn đầu game mình nó dễ nhưng mà về sau nó rất là khó. Thế cho nên là các bạn hãy chú ý vào cái sự kiện ra mắt này này. Thì ở đây có phần mục giảm giá, thì các bạn cứ lưu ý là mua hết cái phần giảm giá 76% ở đây nhá. Thì khoan đừng mua cái 68% ở dưới này, mà chúng ta quay trở về trang chủ này. Sau đó chúng ta sẽ có thể vào trong cái phần sự kiện hạn giờ. Sau ở đây lại có thêm một shop giảm giá nữa, thì đây chúng ta lại tiếp tục mua những cái sản phẩm mà giảm giá 70%. Thì lưu ý các bạn là đừng bao giờ sử dụng kim nguyên bảo vào trong cái việc là chiêu mộ trực tiếp các bạn nhé. Bởi vì chiêu mộ trực tiếp sử dụng kim nguyên bảo là tốn tận 2k5 kim nguyên bảo mà chiêu mộ cực kỳ hên xui luôn. Đâu có thể nào mà ra được cái vị tướng mà các bạn cần được đâu, đúng không? Nó hên xui lắm. Bạn nào hên thì ra, nhưng mà bạn nào mà đen thì trời đất ơi, ra toàn những cái thời đại khác là cực kỳ thốn luôn các bạn ạ. Thế cho nên là chúng ta chỉ nên mua cái thẻ chiêu mộ x10 tướng ở trong phần shop giảm giá này thôi, chứ còn đừng bao giờ dùng kim nguyên bảo trực tiếp nhá. Ngoài ra có hai cái các bạn nên mua mắc này, đó chính là cái thể lực, đúng không? Và tiếp theo nữa là cái tinh lực ấy, tinh lực cũng nên mua nhá. Ủa, trong shop giảm giá này không có tinh lực đúng không? Tinh lực thì giúp cho chúng ta đi ải tinh anh, thế cho nên là các bạn cũng cần phải mua hết đây này. Nhưng ngày hôm nay là mình mua hết rồi, thế cho nên là mình đi càn quét nó mới lên được level 36 đấy chứ. Ngoài ra thì có một số bạn chưa quen ấy, cho nên là hay bỏ lỡ một vài sự kiện. Thì đây là một trong những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Ở trong phần sự kiện ngày ấy, các bạn nhớ lưu ý đến cái phần quá cấp này này. Thì ở trong phần mua phúc lợi, các bạn nhớ ấn vào đây để mua nhé, bởi vì nó giảm giá đến 90% liền. Thì các bạn mua được rất nhiều vật phẩm giá trị này. Chúng ta còn có cả đây, ví dụ như là thẻ chiêu mộ X10 này rất là ngon đúng không? Giảm giá đi rồi chỉ còn một tí xíu thôi. Và chúng ta nhớ là phải mua mắc cái đá tăng sao này các bạn nhé. Đá tăng sao này, bạc này, chúng ta cứ mua mắc ở trong phần shop giảm giá đi. Bởi vì không bao giờ là đủ hai cái tài nguyên này nhá. Mình cho các bạn xem ở trong đội hình này. Bây giờ chúng ta ở giai đoạn đầu game ấy thì chỉ có thể nâng được 1-2 em thôi, không thể nào mà nâng được toàn thể đội hình đâu. Thế cho nên là mình nâng được em Hàn Tín này đấy, tăng sao lên. Thì bây giờ chúng ta cần phải những cái vị tướng ở trùng thì chúng ta mới có thể kích hoạt được thêm. Ê, thức tỉnh này, tăng sao này. Đấy các bạn thấy này, cần phải thêm hai vị tướng Hàn Tín nữa thì chúng ta mới có thể tăng sao được nữa. Nhưng mà chúng ta cứ mua dần đi, bởi vì sau này nó tốn thực sự luôn. Chưa thấy gọi là cái thể loại đá tài nguyên nào mà tốn như kiểu là đá tăng sao các bạn. Thì trong ngày đầu tiên ấy, nếu như là mình làm VIP 4 thì mình có thể mua được nhiều thể lực. Mình cũng có thể lên được level 36 ở thời điểm hiện tại rồi. Thì lên level 36 các bạn cần lưu ý đến một cái đá gọi là đá thiên mệnh. Thì đây giúp cho nâng cấp về những cái chỉ số skill của các bạn ấy. Thì các bạn cũng nên mua cái đá thiên mệnh mắc ở trong phần shop giảm giá các bạn nhé. Thì các bạn cứ mua trước đi. Đây, ở trong phần shop giảm giá thì đây, giảm giá hạn giờ. Các bạn cứ mua trước đi này, cứ có kim nguyên bảo là vào đây mua trước. Mình cũng mua được 13 lần rồi, tuy nhiên là hết kim nguyên bảo. Lát nữa mình sẽ đi tiếp tục vượt ải để có thể kiếm kim nguyên bảo và mua được cái đá thiên mệnh này các bạn nhé. Mua hết giảm giá 76% thì lại tương tự như thế. Vào trong phần sự kiện giảm giá đây này, hạn giờ, sự shop giảm giá và mua đến phần giảm giá 70% các bạn nhé. Đó, mình nghĩ là ngày đầu tiên ấy, các bạn chỉ cần biết được hai cái lưu ý quan trọng nhất, đó chính là về đội hình này, chơi team nào cho nó có lợi này. Và tiếp theo nữa là làm thế nào để có thể tận dụng shop giảm giá, thế là ok rồi. Còn có thêm một cái lưu ý nữa, đó chính là khi mà chúng ta đi vượt ải các bạn, phụ bản đây này,
thì nhiều bạn là cảm thấy sốt ruột, đặc biệt là những bạn nào mà cày chay ấy, các bạn thấy vượt ải nó cũng nhiều, nó khó quá, nó lâu quá, thế cho nên là các bạn ấn luôn vào, các bạn càn quét càn quét càn quét, ok, level các bạn lên rất là nhanh. Tuy nhiên nó có một cái điều mà rất là sai lầm đối với những bạn mà hay đi càn quét ải, đó chính là trong phần anh hùng lệnh như này, các bạn phải vượt được cái ải cuối cùng của chương đó thì các bạn mới mở ra được cái anh hùng lệnh. Và khi mà chúng ta mở được anh hùng lệnh như này thì chúng ta mới nâng phẩm được ở đây. Ví dụ các bạn có thể thấy là đây này, Thái Khang Định Quang, nhiều khi các bạn tăng sao cho con main đúng không, tăng sao cho con nhân vật chính, các bạn bảo là ôi điều kiện chưa đủ đâu, anh main này cần phải tăng lên phẩm gọi là Thái Khang thì chúng ta mới có thể tăng sao được tiếp đúng không. Nhiều bạn nào mà tăng sao gặp trường hợp như thế thì đó chính là lý do đấy, bởi vì là chúng ta hay càn quét ải cho nên là chúng ta không có những cái anh hùng lệnh để có thể nâng phẩm, ví dụ như là lam lên tím này này, chúng ta lại cần rất nhiều anh hùng lệnh đó, và lên level 40 này thì chúng ta mới có thể nâng cấp được tiếp, kiểu kiểu như vậy. Thì các bạn cố gắng là chúng ta nên là vượt ải chứ đừng quét ải các bạn nhé. Thì trong video này mình đã chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm làm thế nào để có thể chơi tốt ở ngày đầu tiên mà mình đã trải nghiệm trong mấy ngày, và cộng với việc là đi học hỏi từ những anh em khác. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Thiếu Niên Vô Song cũng như là những cái kinh nghiệm hay, mẹo hay ở những ngày tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!